Đây là thực trạng của các biển quảng cáo dọc các tuyến phố lớn như Nguyễn Chí Thanh, Văn Cao, Lê Văn Lương. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và vì lâu ngày không sử dụng, nên nhiều biển đã bị hư hỏng nghiêm trọng, làm mất mỹ quan đô thị. Theo quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố, biển quảng cáo phải đảm bảo sạch đẹp, an toàn và phù hợp với cảnh quan kiến trúc. Những hình ảnh xuống cấp như thế này cần được cơ quan chức năng kiểm tra, thu hồi và thay thế để đảm bảo mỹ quan đô thị.